khu vực đường ven sông sau này sẽ được nối trực tiếp vào chỗ đoạn bờ kè cầu Hoàng Văn Thụ. Khu vực đường ven sông sẽ nối từ chỗ chân cầu Hoàng Văn Thụ. Và kéo dài cho đến chỗ cầu Lạc Long. Hiện nay khu vực bến Bính cũ đã trở thành khu vực neo đậu của bến tàu khách bến Bính. Đất đá ở khu vực nhà chờ cầu Bính bị phá dỡ sẽ được đổ trực tiếp xuống chỗ bến Bính cũ để san lấp.